Đúng 217 năm trước, nước ta lần đầu tiên được mang tên Việt Nam. Sau khi đánh bại Vương triều Tây Sơn vào năm 1802, Nguyễn Ánh lên ngôi vua, lấy niên hiệu là Gia Long, lập ra nhà Nguyễn, đóng đô ở Phú Xuân, Huế. Năm 1804, nhà Nguyễn đổi tên nước là Việt Nam, nhưng sau đó lại đổi thành Đại Nam. Chính quyền trung ương được tổ chức theo mô hình thời Lê với sự gia tăng quyền lực của vua. Đất nước mới hợp nhất hai miền nên bước đầu Gia Long phải chia thành ba vùng. Bắc Thành gồm các trấn ở Bắc Bộ ngày nay, Gia Định Thành các trấn thuộc Nam Bộ ngày nay và các trực doanh do triều đình trực tiếp cai quản, tức Trung Bộ ngày nay. Chính quyền trung ương cai quản cả nước, song mỗi thành lại có một tổng trấn trực tiếp trông coi. Các trấn, các dinh vẫn giữ như cũ.